Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B của Hyundai. Đó chính là chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu. Chiếc xe đã lăn bánh được 3.1 km rồi. Phiên bản này là phiên bản đủ quý bạn nhé. Được trang bị là la răng đúc này, ghế da, khóa thông minh, đề nổ, tát tốp. Đấy là cái phiên bản này, đầy đủ rồi, số tự động rồi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là một chủ từ đầu. Chúng tôi cam kết là xe không tai nạn, không ngập nước, không kinh doanh vận tải, không lỗi một cái gì cả. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 7% thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và để cũng đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 2020 đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để tìm hiểu về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản và còn nguyên bản luôn ạ. Cái dàn lốp này vẫn còn nguyên bản này quý vị bạn nhé. Đấy, thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết. Đầu tiên thì tôi sẽ dừng lại ở cái phần đầu để cho quý vị và các bạn cùng xem. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn LED ban ngày hay gọi là đèn daylight đấy ạ. Phía bên dưới là đèn gầm, rất là đẹp. Những chiếc xe ở cái sản xuất cuối năm 2020 tính ra là chưa sử dụng đến 2 năm cho nên là còn rất là đẹp quý vị các bạn nhá. Đấy, từ những cái cụm đèn pha còn như là mới ạ, đèn pha bi xenon, bên dưới là đèn gầm này, từ mặt ca lăng còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhá, còn rất là mới và rất là đẹp. Đấy là cái phần đầu. Cabo nước sơn zin nguyên bản này, các bạn nhìn cái cabo này sơn zin nguyên bản này, rất là bóng bẩy, chưa có bị xước sát hay là chưa cái bị móp méo gì cả và chưa có phải sơn lại đâu ạ. Đấy, và chủ xe cũng đã lắp thêm cái camera sườn này, camera sườn quý vị bạn nhé. Đấy là cái phần camera sườn mà chủ xe lắp thêm. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây quý vị bạn. Đây là bấm tay để mở cửa luôn quý vị bạn nhé. Lốp theo xe còn nguyên đây quý vị bạn này. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2020 thì cái lốp này là cũng là 2020 quý vị bạn nhé. Đấy, lốp theo xe còn nguyên và còn rất là dày. Chiếc xe lăn bánh được 3.1 km rồi quý vị bạn ạ. Đấy, gần 2 năm sử dụng. Gần 2 năm sử dụng với 3.1, tính ra mỗi 1 năm sử dụng hết 1.6 quý vị bạn ạ. 1 năm chạy hết 1.6. Và nhìn về cái phần sau xe thì quý vị bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là camera lùi. Camera lùi nguyên bản theo xe này, cảm biến lùi cũng nguyên bản theo xe quý vị bạn nhé. Đấy, cảm biến lùi này. Đấy, đây là cảm biến lùi quý vị bạn nhé. Phiên bản Hyundai Accent 1.4 số tự động. Logo này, chữ các thứ còn rất là mới quý bạn ạ. Cụm đèn hậu cũng vậy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn nó rất là mới, rất là đẹp như này đấy ạ. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới luôn. Và đèn này là hệ thống đèn này là full LED quý vị bạn nhé. Rất là đẹp này, rất là mới này.
Nhìn về cái phần ba đời sốc sau này, cái nắp cốp sau này, sơn zin cũng còn nguyên bản quý bạn ạ, chưa phải sơn lại đâu. Bên sườn, bên phụ cũng vậy này, cũng còn rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, lốp theo xe vẫn còn nguyên đây. Và phía bên cánh cửa bên phụ, cửa trước bên phụ cũng được là bấm tay để mở cửa quý vị bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi. Đấy, ở cái phân khúc hạng B thì Hyundai cũng sản xuất ra chiếc Accent này để dành cho những cái người ở cái tầm mức thu nhập bình thường có thể mua được chiếc xe này. Ví dụ như nó giống ở Toyota thì cùng phân khúc với xe Vios, và Honda thì có xe City, đấy là cùng cái phân khúc hạng B quý bạn nhé. Nhưng mà ở Hyundai hoặc là ở Kia thì option của những chiếc xe Hàn thì bao giờ nó cũng nhiều hơn ạ. Option của những chiếc xe Hàn thì bao giờ cũng nhiều hơn và có vẻ thiết kế trẻ đẹp hơn, đánh được đánh vào lòng của những cái khán giả tầm trẻ tuổi quý bạn ạ. Đấy, những cái khán của những cái người tiêu dùng, những người tiêu dùng trẻ tuổi thì rất thích những cái dòng xe này. Đấy, của Hàn Quốc, option nhiều, thiết kế trẻ trung và đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất, cũng như là về cái phần option, cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Đây là phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này, còn nguyên hết ạ, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Đấy là cái phần keo chỉ cánh cửa trước bên lái này. Ốc bản lề còn nguyên quý vị bạn ạ, táp bi rất là đẹp. Tại vì chiếc xe này mới sử dụng được 2 năm, thời gian là 2 năm, đồng hồ công tơ mét là 13 vạn mốt thôi, cho nên là còn rất là đẹp. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2020. Đấy, sản xuất năm 2020, lắp ráp tại Việt Nam luôn đấy. Đấy, đây là cái ốc bản lề cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa sau đấy còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đây là cái vô lăng quý bạn ơi, đây là vô lăng nguyên bản của xe nhé, chưa có bị, đây mới chạy có 3 vạn mốt cho nên là cái vô lăng còn rất là mới quý bạn ạ. Đấy, vô lăng rất là mới, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, đầy đủ các option. Nội thất da, đã có nội thất da rồi quý bạn ạ, toàn bộ rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa phía sau còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên này. Táp bi cửa này rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần nội thất phía sau cũng rất là mới. Đấy, không có chạy dịch vụ gì cả cho nên là nó đẹp như này đấy quý bạn ạ. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì nó không còn đẹp như này đâu ạ. Đấy, rất là mới luôn quý bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ nổ cái máy này lên và tôi sẽ lên xe, tôi giới thiệu cho quý bạn xem về cái phần option bên trong nhé. Đấy, tôi nổ máy lên rồi và tôi sẽ ngồi từ phía sau để tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Ở cái phân khúc hạng B nhưng Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2020 này là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này đây quý vị bạn này. Đấy, cho nên là ngồi phía sau này cũng rất là mát quý vị bạn nhé, có cửa gió điều hòa rồi. Đấy, để tôi cho nhỏ cái, đấy tôi cho nhỏ cái đường. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này, chiếc xe này lăn bánh được 3 vạn mốt. Đấy, 3 vạn mốt km quý vị bạn nhé. Và vô lăng còn nguyên bản, còn rất là đẹp này. Vô lăng nguyên bản này, thích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, táp bi rất là mới luôn này. Nội thất này, từ táp lô cũng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất rất là đẹp. Vô lăng, cần số, tay phanh đều còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý bạn nhé. Với những chiếc xe 2020 thì là chạy như thế là bình thường quý bạn ạ. Và còn mới là cái điều đương nhiên rồi. Đấy. Và cái đầu này thì
Thưa với quý bạn, đây là chủ xe treo những cái này đây. Tôi nhìn ở đằng xe thì tôi không phải là chủ xe, tôi không sử dụng chiếc xe này, nhưng mà tôi ngồi là tôi nhìn thấy nó hơi vướng một chút. Đó, nhưng mà thôi tôi sẽ dỡ đi sau. Bây giờ tôi quay tôi giới thiệu cho quý vị các bạn đã. Ở những chiếc xe Hyundai thì lắp cho cái Hyundai đã trang bị cho chiếc ASEAN này cũng một cái đầu màn hình rất là thông minh quý vị bạn nhé. Đấy, tại sao tôi nói là thông minh là như này đây ạ. Đã có cả map này dẫn đường này. Đấy, map dẫn đường nó có cả báo tốc độ đi quý bạn này. Đi ở đường báo là quãng đường đang cho chạy tốc độ bao nhiêu để chúng ta không bị bắn tốc độ này. Đấy, có phải map dẫn đường này. Rồi tích hợp cả camera lùi ở trên cái màn hình này rồi. Và chúng ta có thể xem video cóp vào cái USB. Đây tôi đang cắm bằng cái USB đây quý bạn nhé. USB thì nó có hai thể loại nhạc. Quý vị và các bạn có thể xem USB bằng hai thể loại nhạc này. Có thể dùng nghe nhạc MP3 này. Còn đây là USB là nhạc, này là video. Cái này là video quý bạn nhé. Video là có hình. Đấy, tôi vừa mở cho quý bạn xem này. Đấy, chỉ cần cóp vào USB thôi. Bây giờ không cần phải dùng đĩa nữa quý bạn ạ. Và xem bằng cái USB này nó rất là nét quý bạn nhé. Đấy, rất là nét, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe Hyundai ASEAN 2020. Tên tư nhân biển Hà Nội. Một chủ từ đầu đấy quý bạn ạ. Rất là đẹp này. Toàn bộ về cái phần nội thất đều rất là mới quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau nhé. Đầu tiên thì quý vị bạn xem đây này, cái cụm đèn. Đèn LED rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy. Đèn hệ thống đèn là full LED rồi, rất là đẹp. Và đây là cái phần cốp sau này. Đấy, cốp sau. Từ những cái phần ốc cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy là cái ốc cốp sau. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết này. Đấy. Còn nguyên bản hết này. Và cái đằng sau cốp này thì quý vị bạn thấy đấy ạ. Chưa có chở đồ nhiều. Những chiếc xe này là không chở đồ nhiều cho nên là cái thịt nỉ này nó rất là đẹp đây quý bạn ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm một cái lót sàn chống bẩn này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Về cái đằng sau này thì quý vị các bạn yên tâm, không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đây là phần keo chỉ này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết này. Đấy. Táp bi cánh cửa này cũng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Nội thất này. Bắt đầu bước vào cửa thì quý vị bạn thấy được là chủ xe rất là cẩn thận ốp cả inox ở cái bậc cửa này rồi này. Đấy. Ghế này rất là mới luôn. Sàn thì đã trải sàn da. Đấy, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đằng sau này thì nhiều chỗ là chủ xe còn chưa bóc ni lông cơ quý bạn ạ. Đấy, đây này. Những cái góc này là chủ xe chưa bóc ni lông này. Đấy, những cái bên này là chủ xe cũng đã bóc ni lông đâu, vẫn còn nguyên ni lông từ lúc mới mua đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước này, keo chỉ là cũng còn nguyên bản. Keo chỉ là nguyên bản hết luôn quý vị và nhé. Không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì đâu. Ốc bản lề, cánh cửa còn nguyên hết luôn đấy ạ. Táp lô rất là đẹp. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đây là tay phanh này, chủ xe bọc lại rồi bỏ ra là nó mới lắm đấy, còn mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Bên ngoài thì màu đỏ, bên trong kết hợp nội thất màu đỏ đen rất là đẹp. Bậc cửa thì ốp inox để chống xước này, trải sàn da này, rất là cẩn thận cho nên là chiếc xe này đẹp lắm quý vị bạn ạ. Ốc bản lề này còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ, chưa có vết tháo. Chưa có vết tháo và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy.
một chiếc xe 2020 thì nó rất là mới rồi, ngoại thất rất mới, nội thất cũng rất mới rồi. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về động cơ, xem nó đẹp đến đâu. Thì trước tiên tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này. Ốc cabo là còn nguyên bản luôn quý vị và nhá. Đấy, chưa có vết tháo. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ của cabo còn nguyên hết luôn đấy nhá quý vị bạn nhá. Chúng tôi cam kết là cái cabo này còn nguyên bản này. Chưa có một cái vết tháo này, chưa có một cái vết sửa chữa nào quý vị bạn nhá. Đấy, ốc còn nguyên hết luôn quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên. Cái tấm cách nhiệt của cái nắp cabo này cũng còn rất là mới cơ quý vị bạn ạ. Đấy, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Chiếc xe này là chúng tôi không có dọn dẹp gì về cái động cơ đây quý vị bạn nhá. Đây, quý vị bạn xem là nó còn bụi bẩn nguyên đây ạ. Đấy, chúng tôi mua về là nó còn bụi bẩn nguyên đây ạ. Đấy. Chưa có dọn dẹp gì về cái động cơ này quý bạn nhá. Đây, quý bạn xem đây ạ. Động cơ chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Đấy, đây là những cái ốc chân máy này. Ốc chân máy này nguyên bản, quý bạn thấy chưa? Ốc chân máy nguyên bản, ốc mặt máy là còn nguyên. Thưa với quý vị các bạn, nó còn nguyên là cái điều đương nhiên thôi. Vì chiếc xe này sản xuất là cuối năm 2020, đăng ký năm 2020 và mới lăn bánh có 3 vạn mốt thì cái động cơ này thì nó còn như mới như này đấy ạ. Đấy, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đây, quý bạn xem là nó rất bẩn đấy nhá. Đấy, rất bẩn nhưng mà chiếc động cơ nó rất là mới như này đấy ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 3 vạn mốt thôi thì nó còn mới, còn lại là những cái này là bẩn thôi. Nếu như dọn dẹp đi thì nó sẽ sạch, nó sẽ mới hơn rất là nhiều đấy ạ. Đấy, với chiếc xe này mà chúng tôi dọn đi thì nó mới hơn rất là nhiều. Nhưng mà không cần thiết phải dọn quý vị các bạn ạ, vì nó đã đẹp sẵn như này rồi đấy ạ. Đấy. Đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu đăng ký từ cuối năm 2020, tính ra đến bây giờ mới gần 2 năm sử dụng thôi quý bạn ạ. Đấy, cho nên là nó còn mới lắm ạ. Đấy. Về cái động cơ này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm nhé. Và chiếc xe này sản xuất là cuối năm 2020 thì tức là bây giờ vẫn còn bảo hành tại hãng khoảng 1 năm nữa quý bạn nhé. Còn bảo hành tại hãng của 1 năm, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về cái động cơ này. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể đem ra hãng check vì chiếc xe này còn bảo hành đấy ạ. Đấy, chúng tôi cam kết về cái động cơ này là còn nguyên bản. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe Hyundai Accent 2020 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, phiên bản 1.4 số tự động đấy ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 7% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động sản xuất cuối năm 2020 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội một chủ từ đầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới bên phải, phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.